Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập đoàn Giant của Malaysia về các dự án kêu gọi đầu tư cảng biển Mỹ Thủy, đường sắt Lao Bảo Mỹ Thủy và sân bay Quảng Trị. Tham dự buổi làm việc, về phía tỉnh có tiến sĩ Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Bá Nguyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Thăng và lãnh đạo các ngành địa phương liên quan. Về phía tập đoàn Giant có ông Mohammed Fasqui bin Hamidun, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn và các thành viên của đoàn. Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Phúc hoan nghênh Tập đoàn Giant đến Quảng Trị để tìm hiểu các cơ hội đầu tư và giới thiệu tóm tắt về ý tưởng tuyến đường sắt Lao Bảo đi Đông Hà và Mỹ Thủy, dự án quy hoạch cảng biển Mỹ Thủy và dự án quy hoạch xây dựng công trình cảng hàng không, sân bay Quảng Trị. Chính phủ Việt Nam và chính quyền tỉnh Quảng Trị đang rất quan tâm đến các dự án này. Trong đó, đối với cảng biển Mỹ Thủy, chính phủ đã đồng ý cho bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng biển Việt Nam. Tỉnh cũng đã hoàn thành quy hoạch cảng biển Mỹ Thủy để trình các bộ ngành trung ương và chính phủ đưa vào hệ thống quy hoạch chung của cả nước. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước cũng đang quan tâm đến cảng biển này bởi thấy được lợi thế của nó trên tuyến hành lang kinh tế Đông Tây. Ông Mohammed Fatqui bin Hamidun, Chủ tịch Tổng Giám đốc Tập đoàn nói rằng, mối quan tâm của tập đoàn Giant là thảo luận để đề xuất việc đầu tư vào tỉnh Quảng Trị theo phương thức BOT đối với các dự án này. Vì vậy, tại buổi làm việc, tập đoàn Giant tìm hiểu và trao đổi các thông tin ban đầu đối với tuyến đường sắt từ Lao Bảo đến cảng biển Mỹ Thủy, như về chiều dài, tiêu chuẩn của đường sắt có thể áp dụng tại các quốc gia ASEAN, các điểm tiếp nối với hệ thống giao thông. Về cảng biển Mỹ Thủy, hai bên đã thảo luận thu thập các số liệu về các đường đẳng sâu, đáy biển, các tài liệu hiện có về quy hoạch, thảo luận về khu đất quy hoạch và quy hoạch về sân bay Quảng Trị. Sau khi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh, tập đoàn Giant đã đi thực địa cảng hàng không sân bay Quảng Trị tại xã Gia Quang, huyện Gio Linh, nằm cách thị xã Đông Hà 7 km về phía bắc. Buổi chiều cùng ngày, tập đoàn Giant cũng đã đi thực địa tại nơi quy hoạch cảng biển Mỹ Thủy thuộc địa bàn hai xã Hải An và Hải Khê của huyện Hải Lăng. Như tin chúng tôi đã đưa, sau 2 ngày đến tỉnh Quảng Trị khảo sát thực địa và thảo luận, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết văn bản ghi nhớ với tập đoàn Giant về việc khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến đường sắt Lao Bảo - Đông Hà - Mỹ Thủy, cảng biển Mỹ Thủy và sân bay Quảng Trị. Phát biểu trước khi ký kết văn bản ghi nhớ, ông Mohammed Fatqui bin Hamidun, Chủ tịch Tổng Giám đốc tập đoàn Giant, cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện cho tập đoàn đến tìm hiểu các cơ hội đầu tư. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Lê Hữu Phúc, Ủy viên Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nói rằng, việc ký kết văn bản ghi nhớ với tập đoàn Giant là một tín hiệu vui đầu năm mới đối với tỉnh Quảng Trị. Chủ tịch Lê Hữu Phúc hy vọng rằng đây là sự khởi đầu của sự hợp tác cùng có lợi giữa tỉnh Quảng Trị với tập đoàn Giant trong tương lai. Trong khuôn khổ pháp luật của Việt Nam, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tập đoàn Giant đầu tư vào các dự án. Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hữu Phúc cùng ông Thái Xuân Lam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đại diện cho tỉnh Quảng Trị và ông Mohammed Fatqui bin Hamidun, Chủ tịch Tổng Giám đốc cùng ông Noor Mohammed bin Ahmed, Giám đốc đầu tư nước ngoài của tập đoàn Giant ký kết văn bản ghi nhớ về việc khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến đường sắt Lao Bảo - Đông Hà - Mỹ Thủy, cảng biển Mỹ Thủy và sân bay Quảng Trị. Thưa quý vị và các bạn, văn bản ghi nhớ về việc khảo sát, thiết kế và xây dựng tuyến đường sắt Lao Bảo - Đông Hà - Mỹ Thủy, cảng biển Mỹ Thủy và sân bay Quảng Trị được ký kết giữa tỉnh Quảng Trị và tập đoàn Giant Group Ltd bao gồm 12 điều, trong đó có một số nội dung đáng chú ý sau. Tập đoàn Giant Group Ltd, viết tắt là GGL, sẽ triển khai nghiên cứu khả thi trong thời gian 6 tháng kể từ ngày bắt đầu ký văn bản ghi nhớ và sẽ hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trong thời gian 15 tháng kể từ ngày ký văn bản ghi nhớ, chậm nhất không quá 18 tháng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị hợp tác toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi cho GGL tiến hành các hoạt động khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi để trình lên chính phủ trong thời gian sớm nhất. GLG sẽ cung cấp 100% vốn đầu tư để tiến hành nghiên cứu khả thi các dự án. Sau khi GLG hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi cùng với việc chứng minh năng lực tài chính và kỹ thuật được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị chấp nhận, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ đề xuất lên chính phủ Việt Nam cho phép đầu tư và cho nguồn vốn của GGL được chuyển vào tài khoản của GGL lập tại một ngân hàng của Việt Nam để triển khai khảo sát, thiết kế và xây dựng các dự án theo hình thức BOT.